Xin chào em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay em về tiếp được một chiếc ly trà năm model là AVR1713. Trong này thì em đã về khá nhiều nha. Và đây là một trong những dòng âm ly thế hệ đời mới tích hợp có nhiều công nghệ hiện đại. Và dòng này thì nó sẽ có khả năng để kết nối mạng Internet. Anh em có thể điều khiển từ xa bằng smartphone, chơi nhạc không dây từ những thiết bị iPhone, iPod bằng công nghệ AirPlay. Và nó sẽ có kết nối HDMI, anh em có thể chơi nhạc phim chất lượng cao từ nguồn phát HD từ bên ngoài với cái chuẩn là HDMI 1.4. Và nó sẽ hỗ trợ các định dạng đa kênh như là Dolby, QHD, DTS, Master Audio. Và nó sẽ hỗ trợ video 3D, chức năng ARC. Nó sẽ cho chúng ta một cái chất lượng âm thanh và hình ảnh chất lượng cao. Và với chức năng ARC thì anh em có thể lấy tín hiệu gửi từ Smart TV xuống chỉ với một cổng HDMI, rất là tiện lợi nha. Và ngoài ra nó vẫn cho chúng ta kết nối cổng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng, nhạc trực tiếp từ Smart TV và cổng analog, chơi nhạc từ đầu đĩa. Đây là cái cổng USB, thì với cổng USB này thì anh em có thể chơi nhạc số, nhạc lớn đáp chất lượng cao nha. Và ta có thể chơi trực tiếp luôn. Và ngoài những cái định dạng M3 VMA thì nó sẽ có khả năng để chơi luôn file plug nha. Đây là một trong những định dạng audio cao cấp, nó sẽ có chất lượng tương đương như là những bộ CD gốc. Rồi ngoài ra nó vẫn cho chúng ta cái chế độ nghe nhạc và xem phim. Và đặc biệt là chế độ nghe nhạc bằng tất cả kênh loa khá là hay để chúng ta không lãng phí bất kỳ một cái loa nào khi ở chế độ nghe nhạc. Và về thiết kế công suất ra loa sáu âm của nó được maximum là 135W, đấm rất là khỏe nha. Và hiện tại là em đang phối ghép cùng với cặp loa Sony 160W, đánh vô tư luôn. Và ngoài ra nó vẫn áp dụng những cái công nghệ tiên tiến của hãng Đài Nông như là công nghệ AL24. Và nó sẽ kết hợp với bộ dây mã DAC 24bit 192kHz thì nó sẽ cho chúng ta một cái chất âm cực kỳ sạch sẽ và chi tiết. Về thông số kích thước của máy, chiều ngang đây là dòng xe lớn là 434mm, chiều cao là 329mm và chiều sâu của nó là 151mm. Điện áp 100V và công suất tiêu thụ điện là 390W, trọng lượng của nó là 8,3kg. Rồi trên smartphone thì anh em cài về giùm em là cái phần mềm The Nom Remote App nha. Đây. Và với điều kiện là chiếc HD của chúng ta kết nối mạng LAN cùng mạng gia đình với điện thoại iPhone và chiếc iPhone của chúng ta, anh em sử dụng giùm em là mạng Wi-Fi nha. Rồi The Nom Remote App, và khi mà cùng mạng thì nó sẽ có khả năng để kết nối nha. Về chi tiết sử dụng và cài đặt thì anh em có thể tham khảo thêm ở trên kênh của em, đã có rất là nhiều video hướng dẫn về sử dụng những cái con HD The Nom AVR1713 này nha. Và cũng như là cái phương pháp để kết nối mạng Internet. Rồi tại đây anh em sẽ thấy là em nhấn volume nè, điều khiển volume nè, thì chiếc HD của chúng ta nó cũng sẽ thay đổi cái volume nha. Rồi đầu tiên thì em sẽ test cái cổng vào đầu tiên, đây là cổng Blu-ray, cổng HDMI nha. Rồi giảm nhỏ volume lại trước nè. Rồi phát nhạc bằng đồ đĩa Blu-ray. Rồi tăng volume lên. Audio cổng quang nha. Có phải em về trong đêm nay, bước thấp bước cao ngang nghiêng trên đời này, lạnh vai áo hoa phai màu son đôi. Sơ bên là sát nha, cổng analog. Trang điểm cho rồi để thay đổi các chế độ âm thanh thì đây nó sẽ có là nút stereo. Rồi anh em chọn là chế độ multi stereo thì nó sẽ chuyển sang chế độ là nghe nhạc bằng tất cả kênh loa nha. Và như anh em đã thấy là cái chất âm của em đang phát nó cực kỳ sáng tiếng và quy luật nha. Thì đó là cái sự lựa chọn khác biệt với một chiếc HD đã được cài đặt và chưa cài đặt nha. Bởi vì bên trong chiếc HD này thì nó sẽ cho phép chúng ta điều chỉnh là lựa chọn loại loa lớn hoặc là loa nhỏ. Rồi tiếp theo nữa là volume từng kênh loa và đặc biệt là chỉnh được equalizer từng kênh. Và nếu như chúng ta không cài đặt điều chỉnh những cái thông số này thì chất âm cực kỳ tối và âm thanh volume rất là nhỏ nha. Và một bước tiếp theo nữa đó là chỉnh volume nó vào, anh em sẽ chỉnh phát huy hết tất cả những cái thông số bên trong thì nó sẽ được một cái âm sắc phát ra tối ưu nhất.
mà hãng Đà Nông đã chế tạo cho một chiếc Camry giải trí đa phương tiện tại nhà nha. Rồi tiếp theo nữa là em sẽ test luôn cái cổng USB nha. Đây cổng USB đây, cắm vào. Và khi mà chúng ta kết nối dây HDMI lên TV thì nó sẽ hiển thị những cái thông tin nhiều hơn nha, dễ dàng để sử dụng hơn. Và đây em đã kết nối với một cái màn hình nhỏ ở bên ngoài nha. Rồi cũng từ cái phần mềm, anh em có thể sử dụng từ phần mềm hoặc là từ cái khiển Đà Nông nha. Đây phần mềm Đà Nông Remote App đây. Rồi ta sẽ thay đổi cái ngõ vào. Rồi cổng USB đây. Rồi nó sẽ hiển thị những cái nội dung bên trong USB. Rồi LED, LED nè, nó sẽ hiển thị là ba cái khu vực nha. Một là trên cái iPhone, và một là trên cái màn hình của máy, và một là trên cái dây HDMI. Rồi file black nè, file black nè, LED, LED nè, chất lượng cao. Rồi tăng volume lên. Rồi stop nha. Rồi để sử dụng chức năng AirPlay thì trên iPhone chúng ta sẽ mở về cái phần mềm là YouTube nha. Và AirPlay thì nó sẽ chỉ hỗ trợ cho những cái thiết bị của Apple nha, iPhone, iPod, iPad nha. Rồi em ví dụ là một cái video cũ của em đây. Rồi lúc này thì nó chỉ phát ở trên cái điện thoại iPhone mà thôi. Và để sử dụng thì anh em nhấn giùm em vào cái trình phát công dây này. Đây, trình phát cầm dây đây. Và ta sẽ lựa chọn là các thiết bị AirPlay và Bluetooth nha. Rồi lúc này thì nó sẽ hiển thị là Đà Nông AVR 1713 đây. Rồi nhấn vào. Và ta sẽ nhấn trở ra cái màn hình bên ngoài nha. Rồi nó sẽ chuyển sang network nè. Và hôm nay xin giới thiệu đến anh em về chiếc Onkyo, còn đây là TX-SA706X. Với dòng này thì em đã về rất là nhiều rồi nha. Nó sẽ... Đây là kênh YouTube của em nha. Anh em xem ủng hộ giùm em nha. Đây kênh YouTube của Vinh Hành Audio. Rồi như vậy là nó đã sử dụng được AirPlay chơi nhạc từ iPhone iPod nha. Rồi và như vậy là em đã test đầy đủ tất cả những cái chức năng của chiếc đi Đà Nông AVR 1713. Thì để sử dụng điều chỉnh bát chép thì đây anh em sử dụng trên cái remote nha. Bởi vì những cái dòng này không có remote thì chúng ta không thể nào cài đặt và chỉnh được những cái thông số của nó nha. Và đây là cái khiển phụ kiện của hãng Đà Nông, có thể chỉnh full được các chức năng của máy luôn. Đầu tiên đó là chức năng để điều chỉnh các chế độ âm thanh. Anh em nhấn giùm em là nút Music nè, nút màu đỏ nè. Anh em sẽ nhấn khoảng 3 giây thì nó sẽ hiển thị cái nội dung. Đây 3 giây nha, thì ở đây nó sẽ có là mũi tên lên xuống nè. Rồi ta sẽ chuyển mũi tên lên xuống để tới cái chế độ là Multi Set Video. Đây là chuyển chế độ âm thanh. Rồi ta bấm lại nha, khi đã chưa Enter 1, 2, 3, rồi Enter. Rồi ngoài ra chúng ta lựa chọn một số cái chế độ nghe nhạc và xem phim khác, thì ta sẽ nhấn những cái nút Movie nè, Game Bu khác nhau nha. Rồi để điều chỉnh bát chép nè, em sẽ giới thiệu sơ luôn cho anh em. Nhấn nút Setup nè, Audio, Enter, Tone, Enter. Anh em chuyển giùm em là sang On nha. Khi mà On thì mới tăng được bát chép lên nha. Rồi tương tự như vậy là những cái ngõ vào khác thì ta cũng làm như vậy. Và tiếp theo nữa là Tone nè, di chuyển mũi tên xuống nè. Ở mục Adventure, Odyssey nè, ta sẽ chuyển sang Menu nha. Và khi mà chuyển sang Menu thì ở phía dưới trở ra thì nó mới hiển thị là Menu Adventure. Và tại đây chúng ta sẽ có thể điều chỉnh từng kênh loa nha. Và nếu như chúng ta đang ở trạng thái off thì nó sẽ không điều chỉnh được. Rồi đó là cái chức năng chỉnh bát chép và tắt mở equalizer. Rồi em sẽ trở về cái cổng vào là Blu-ray để chọn chế độ Multi Set Video và sẽ test các cổng ra lò phía sau cho anh em.
hai loa chính nha, loa phong và tiếp theo nữa là loa center, loa surround. Và như vậy là năm loa hoạt động ở chế độ multi track radio. Ok, cổng HDMI in tín hiệu từ đầu điện HD đưa vào, out xuất sang TV, rồi cổng quang nè, tín hiệu từ Smart TV xuống nha, nó sẽ có tín hiệu màu đỏ đây. Rồi cổng C-band là sát cổng analog, và đây là dây mạng LAN kết nối internet để có thể điều khiển từ xa bằng smartphone, chơi nhạc không dây bằng AirPlay. Đèn ông AVR điện áp 100V và công suất là 360W. Rồi con này sản xuất vào năm 2012 nha. Và như vậy là em đã test đầy đủ những chức năng của chiếc đi Đèn ông AVR 1713. Những cái thông tin của nó đây. Ở công suất thông thường là 135W 5 kênh. iOS, Android, Network. Rồi em đang test cùng với cặp loa Sony 4 loa nha, bass 16cm, tấn rất là quy lực nha, công suất 160W nha. Hoa tất chim đi Đèn ông AVR 1713, khẩu trang sạch sẽ sáng màu, dòng âm đi đời mới, thiết kế tinh gọn nha, tấn 10 sòn hang. Với chiếc đi Đèn ông AVR 1713 hỗ trợ kết nối mạng internet, anh em có thể điều khiển từ xa bằng smartphone, chơi nhạc mạng, nhạc không dây từ AirPlay, từ những thiết bị iPhone, iPod, HDMI chơi nhạc phim chất lượng cao và cổng quang chơi nhạc mạng, nhạc YouTube từ Smart TV, cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Cổng USB thì anh em có thể chơi nhạc số, nhạc toilet chất lượng cao, chất lượng tương đương như là những đĩa CD gốc, với chất âm cực kỳ sáng tiếng và sạch sẽ nha. Và với chiếc đi Đèn ông này thì anh em vẫn có thể lắp thêm băng số vào để chơi karaoke trong phạm vi gia đình cũng rất là ổn nha. Rồi với chiếc đi Đèn ông AVR 1713 trong tình trạng hoạt động hoàn hảo, mọi chức năng và đẹp long lanh, thì với chiếc đi này em sẽ bán với giá là 3.900.000 đồng nha. Rồi về thông tin của em thì anh em có thể lưu nè về cái tài khoản nè, Zalo, số điện thoại nha, và Facebook của em và kể cả địa chỉ nha. Rồi anh em nào mua hàng thì liên hệ trực tiếp em nha. Số điện thoại 0834563852. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Rồi xin cảm ơn em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.